17. Phẩm tướng bất thối, bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Chúng con nên dùng tướng trạng nào để biết Đại Bồ Tát bất thối chuyển? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể như thật biết hoặc địa vị phàm phu, hoặc địa vị thanh văn, hoặc địa vị độc giác, hoặc địa vị Bồ Tát, hoặc địa vị Như Lai, các địa vị như vậy tuy nói có khác, nhưng trong tánh chân như của các pháp không đổi khác, không phân biệt, đều không có hai, không hai phần. Tại Bồ Tát đó tuy thật ngộ nhập chân như của các pháp, cũng thật an trụ chân như của các pháp, nhưng không có sự phân biệt vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đại Bồ Tát này đã thật ngộ nhập chân như của các pháp, mặc dù nghe chân như cùng tất cả pháp không hai không khác nhưng không nghi ngờ vướng mắc. Đại Bồ Tát đó đã thật an trụ vào chân như của các pháp, ra khỏi chân như rồi. Tuy nghe các pháp có nhiều tướng loại khác nhau, nhưng ở trong ấy không có sự chấp trước, cũng không nghi ngờ vướng mắc và không nghĩ như vậy. Việc này như thật, việc này không như thật, mặc dù không nghĩ như vậy nhưng đối với các pháp có thể biết như thật. Đại Bồ Tát này không bao giờ phát ra lời nói vu vơ, tất cả những gì họ nói đều đưa đến lợi ích. Nếu không có lợi ích thì họ không bao giờ nói. Đại Bồ Tát này không bao giờ xét thấy sự hay dở tốt xấu của người khác, thuyết cho họ một cách bình đẳng thương xót. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các tướng như vậy thì nhất định đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả các Đại Bồ Tát bất thối chuyển không bao giờ muốn thấy hình tướng ngôn từ của những ngoại đạo sa môn, bà la môn, vân vân, các sa môn, bà la môn, vân vân đó. Đối với pháp sở tri mà thật biết, thật thấy, họ có thể trình bày pháp môn chánh kiến, điều này không thể xảy ra. Đại Bồ Tát này không bao giờ lễ kính các thiên thần khác như các ngoại đạo của thế gian đã thờ phụng, cũng không bao giờ đem các vòng hoa, các thứ hương bụi, y phục, ngọc báu, tràng phan, bào cái, âm nhạc, đèn sáng, vân vân để cúng dường thiên thần và các ngoại đạo. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển không rơi vào các nẻo ác, không làm thân người nữ, cũng không sanh nơi dòng họ thấp hèn, ngoại trừ vì muốn độ thoát những loại hữu tình đó nên hiện sanh cùng loài để dùng phương tiện hóa độ. Đại Bồ Tát này thường ưa thọ 10 thiện nghiệp đạo, tự thân xa lìa sự sát hại chúng sanh cho đến tà kiến, khuyên người khác xa lìa sự sát hại chúng sanh cho đến tà kiến, tự thọ và hành 10 thiện nghiệp đạo, khuyên người khác thọ và hành 10 thiện nghiệp đạo, chỉ bày thể hiện, khuyến khích khen ngợi, vui mừng giáo hóa hữu tình làm cho họ được vững bền. Đại Bồ Tát ấy cho đến trong mộng cũng chẳng thấy làm 10 ác nghiệp đạo, cũng chẳng hiện khởi tâm ác bất thiện, cho đến trong mộng cũng thường thọ học 10 thiện nghiệp đạo. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, các thứ kinh điển mà tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thọ trì tư duy đọc tụng được thông suốt đều vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Các vị ấy thường suy nghĩ, ta đem pháp này vì các hữu tình giảng nói chỉ bày sẽ làm cho tất cả phát nguyện được viên mãn, và đem căn lành pháp thí này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển đối với pháp môn thâm sâu Đức Phật đã dạy, không bao giờ sanh tâm nghi ngờ do dự, cũng không mê muội mà hoan hỷ tín thọ. Những điều nói ra đều vì lợi ích, biết lượng mà nói, những ngôn từ hòa nhã, thức ngủ đều được nhẹ nhàng, không phát sanh phiền não, ra vào đến đi, tâm luôn tỉnh thức, luôn luôn an trụ nơi chánh niệm chánh tri, đi đứng nằm ngồi với hành động có oai nghi, giờ chân bước chân cũng như vậy, chân bước đến đâu đều nhìn dưới đất, an nhiên chánh niệm nhìn thẳng mà đi. Cử động nói năng thường không thô bạo, những sự thọ dụng như y phục, giường nằm đều luôn thơm sạch, thích sạch sẽ, thường không bệnh tật, không có những hôi hám dơ bẩn, giận dẹp, các thứ trùng. Trong thân không có 8 vạn hộ trùng. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát này căn lành tăng thượng, vượt khỏi thế gian, căn lành như như dần dần tăng trưởng. Như vậy thân tâm thành tịnh, do nhân duyên này thân tâm của các Bồ Tát này kiên cố giống như kim cương, không bị nghịch duyên làm thương tổn. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Khi ấy thiện hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, thế nào là các đại Bồ Tát nên biết tâm thường thanh tịnh? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy căn lành như như dần dần tăng trưởng, trong tâm như vậy, tất cả những quanh co rối trá đều không bao giờ hiện hành. Do nhân duyên này, bao nhiêu phiền não và pháp bất thiện đều vĩnh viễn dập tắt, cũng vượt khỏi thanh văn độc giác địa, nhanh chóng tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho nên phải biết tâm thường thanh tịnh. Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng trọng lợi dưỡng, chẳng màng tiếng khen, tâm xa lìa ganh ghét tham lam, thân không lầm lỗi đối với các thức ăn nước uống, y phục đồ nằm thuốc thang, tài sản của cải vân vân, không tham đắm. Nghe pháp thâm sâu, tâm chẳng mê lầm, trí tuệ sâu bền, cung kính tín thọ, tùy sự nghe nhận đều hội nhập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Những sự nghiệp tạo tác ở thế gian cũng nương vào phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa hội nhập pháp tánh, không thấy một sự kiện nào ra khỏi pháp tánh. Giả sử có pháp nào không tương ứng với pháp tánh thì cũng dùng phương tiện hội nhập nghĩa lý thâm sâu của bát nhã ba la mật đa, do đó không thấy pháp nào ngoài pháp tánh. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, giả sử có ác ma hóa hiện trước mặt tất cả các đại Bồ Tát bất thối chuyển tám địa ngục lớn, ở trong mỗi một địa ngục lớn đó hóa ra vô lượng trăm ngàn Bồ Tát đều bị lửa dữ xen nhau đốt cháy, chịu nhiều đau khổ chua xót độc hại khổ sở vô cùng. Ác ma hóa giả như vậy bảo các Bồ Tát bất thối chuyển: các Bồ Tát này đều được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, nên bị đọa trong địa ngục lớn như vậy, thường chịu những đau khổ dữ dội như vậy. Bồ Tát các ông đã nhận thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, cũng sẽ đọa trong địa ngục lớn này và chịu những đau khổ dữ dội. Phật thọ ký cho các ông chịu khổ cùng cực trong địa ngục lớn, chứ chẳng phải thọ ký các ông quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển. Thế nên các ông hãy mau vứt bỏ tâm đại Bồ Đề, may ra để thoát khỏi nỗi khổ địa ngục đây, tương lai sanh lên cõi trời hoặc sanh trong loài người, hưởng thụ những vui sướng tuyệt vời. Khi ấy, các đại Bồ Tát bất thối chuyển nghe thấy những điều như vậy, tâm họ vẫn không lay động, không nghi ngờ, sợ hãi, mà chỉ suy nghĩ: đại Bồ Tát được thọ ký bất thối chuyển, nếu đọa vào cảnh giới ác, chịu các khổ não không thể thoát ra, nhất định việc này không thể có. Những điều nghe thấy hôm nay chắc là ác ma làm ra, những điều ác ma nói hoàn toàn không thật có. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, giả sử có ác ma hóa làm hình tướng Sa Môn đi đến chỗ các đại Bồ Tát bất thối chuyển nói như vậy: trước kia ông đã nghe thọ trì đọc tụng kinh điển tương ương bát nhã và làm mật đa sâu xa đều là tà thuyết, hãy mau vứt bỏ, chớ nghĩ đó là chân thật. Nếu các ông có thể vứt bỏ nhanh chóng, ta sẽ dạy cho các ông pháp Phật chân tịnh để cho ông mau chứng vô thượng Bồ Đề. Những gì ông đã nghe trước đây không đúng là của Phật, đó là văn tụng dối trá do người soạn tập. Những lời ta nói mới đúng là lời Phật. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy mà tâm dao động, nghi ngờ, sợ hãi, nên biết đó là Bồ Tát chưa được thọ ký bất thối chuyển. Đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy mà tâm chẳng dao động, nghi ngờ, sợ hãi, chỉ an trụ theo pháp tánh vô tác, vô tướng, vô sanh, đại Bồ Tát này có làm việc gì cũng không tin vào người khác, chẳng theo lời dạy của người khác mà bị lai truyền. Như A-la-hán có làm việc gì chẳng tin lời người khác, hiện chứng pháp tánh không mê hoặc, không nghi ngờ, tất cả ác ma không thể khuynh đảo được. Đại Bồ Tát bất thối chuyển này không bị tất cả thanh văn độc giác ngoại đạo, các ác ma vân vân có thể phá hoại, làm cho lôi sụt tâm Bồ Đề. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, giả sử có ác ma giả hiện bản thân đi đến chỗ các đại Bồ Tát bất thối chuyển nói như vậy: những gì các ông thực hành là pháp sanh tử, chẳng phải hạnh Bồ Tát. Này các ông nên tu đạo hết khổ, bao hết các khổ, đắc bát niết bàn. Lúc đó ác ma liền nói đạo pháp tương tự đạo sanh tử cho các Bồ Tát và bảo: đây là trần đạo, ông tu đạo này sớm chấm dứt tất cả sinh lão bệnh tử, được vào niết bàn. Thân khổ hiện tại còn nên chán bỏ, huống lại cầu thọ thân khổ nơi đời sau. Hãy tự suy nghĩ cẩn thận để bỏ những gì đã tin từ trước.
Khi Đại Bồ Tát nghe người đó nói, tâm không dao động, không nghi ngờ, sợ hãi, mà chỉ suy nghĩ, người nói lời như vậy chính là ác ma. Khi ấy, ác ma kia bảo Bồ Tát, ông muốn nghe hạnh vô ích của Bồ Tát à? Nghĩa là các Bồ Tát trải qua hằng hà sa số đại kiếp, đem vô lượng thứ đồ cúng tốt đẹp nhất để cúng dường chư Phật, lại ở hằng hà sa số chỗ Phật tu vô lượng thứ hạnh khổ khó làm, thân cận vâng thờ hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn, thỉnh hỏi đạo nên tu nơi vô lượng vô biên của Bồ Tát và hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn, theo lời thỉnh hỏi mà thứ lớp được chỉ dạy. Các chúng Đại Bồ Tát đó như lời Phật dạy tinh tấn tu học, trải qua vô lượng kiếp, còn không thể chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vốn gì hôm nay các ông có thể chứng đắc. Khi ấy, Bồ Tát tuy nghe nói như vậy, nhưng tâm không dao động, không sợ hãi, nghi ngờ. Ác ma kia vội đến nơi hóa làm vô lượng hình tướng bí xô, bảo Bồ Tát, các bí xô này đều ở thời quá khứ, trải qua vô số kiếp, tu vô lượng các hạnh khổ có làm mà vẫn không thể đắc vô thượng Bồ Đề, nay đều lưu trụ nơi quả A-la-hán. Làm sao các ông có thể chứng đắc Bồ Đề? Các Bồ Tát ấy nghe thấy vậy suy nghĩ, nhất định là ác ma, vì muốn quấy rối ta nên làm những việc như vậy. Chắc chắn không có Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đến quả vị viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lưu trụ nơi các địa vị thanh văn độc giác. Bồ Tát lại suy nghĩ, nếu các Bồ Tát như lời Phật dạy, tu hạnh Bồ Tát mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, việc này chắc chắn không thể xảy ra.